Chào các bạn, mình là James Fox và chào quay trở lại với Resident Evil 6. Hôm nay chúng ta tiếp tục với câu chuyện của anh Chris. Ok man. Thì nếu mình nhớ, rõ ràng là mình đánh nhau với con là pet ảo lòi nhất năm. Bạch tuộc rồi lại cái gì nhỉ? Bạch tuộc rồi lại kiểu đéo tạo nổi nữa. Zombie, đấy đúng rồi, bạch tuộc kiểu zombie, đéo tin nổi. Đùa tao. Trời, trèo lên. Ok xong. Fuck you bitch. I'll be damned if I'm gonna die here. Yep. Nope. Ra cầm vào đấy rồi bắn vào nó mày ơi, nhanh. Oh my god, không AD, không AD, không speed. Hell.
sao né cơ mà. Đó ra anh em ơi. Không, à hoan, từ từ. Ra thằng kia đánh nhau. Fuck. Quẩy 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 quẩy, đứng lên. Quẩy ngon. Quẩy ngon, ok. Quẩy ngon. Quẩy ngon. Đây. Rồi, lưu đạn. Ok. Một cục. Chạy thôi, bye bye bitch. Mấy đạn mà cái ngon. Mình có mấy đạn từ đâu ra nhưng mà có đạn là ngon. Motherfucker. Motherfucker. Fuck. Fuck. Hai tiền. Hai tiền. Hết. Ok. Một cái chết rồi. Bên này ơi. Ôi giời ơi. Ba đi mày. Bên phải cướp. Ta có nên loanh quanh. Chết. Chết. Ok ngon. Ok ngon. Oh shit. À xuống. Lưu đạn. Lưu đạn. Bắn. Ta bắn nhiều thế gì nữa. Nó phải ra cái máu màu xanh nhỏ đòi. Tốt. Máu đỏ bình thường. Chết. À, cứ đi loanh quanh cột rồi. Loanh quanh cột chết nhau. Đâu. Đâu. Get wrecked. Ôi đồ sao rồi. Đùa tao. Chết đi đơ mơ. Kích. Quẩy mày cơn. Còn đảo nó ha không? Ok, đạn thường. Sắc mế của đấy mình cũng đạn thường. Thì bây giờ fuck you, man.
rồi. Ôi chết, ta hết máu, người ta cầm. Như là cay, vài cơn, 10 viên. Ok. Bây giờ còn 20 viên. Ok. Đồ nó cứ rơi ra từ đâu đó thôi, mới nhập thôi. Cái ngon chết rồi. Thế sao chuyện này nó chỉ chậm đi. Dây. Bắn đi em. Chết. Bạn tao lơ mơ kia b a re mà ra phát cơ SAA. For the future. I know. You did a real good thing. As long as you. I don't want to hear it. We're both getting out of here. Right? Let's go. Bóp, thế làm rồi, thế tất cả mọi người. Oh, đây đây. I'm gonna get you through this, Pierce. You hear me? Sweet. Còn biết không? Chắc không còn đâu, ok. Thôi đừng có bot, bot nữa nhá. Ta chán đỡ lắm. Warning. Facilities infrastructure compromised, unable to withstand water pressure. All personnel, please evacuate immediately. Tao hết đạn rồi nhá. Man. Stand back, Captain. I can kill this. Ok, ngon, chạy rồi. Warning. Facilities infrastructure compromised, unable to withstand water pressure. Yes. Mày cần đi phải làm thế mày là chốt luôn. Thằng viên. Không chết. Ok. Ok. Oh fuck, hồi chết. Rip. Cho mấy con to to cho bò. I'm gonna get you through this, Pierce. You hear me? Ok. Sarah,
structure compromised. Unable to withstand water pressure. All personnel, please evacuate immediately. Yay! Holy shit, chạy tiếp anh ơi. Stand back, Captain! I can kill this thing! Chết, chạy nhanh lên. Ok, chạy tiếp thôi. Facilities infrastructure compromised. Unable to withstand water pressure. All personnel, please evacuate immediately. Nice! Oh, nhanh. Ok, bye bitch. Warning. Facilities infrastructure compromised. Unable to withstand water pressure. All personnel, please evacuate. Được. Anh em đi cuối con đường rồi. Đứng lên. Just go. No. You're gonna be okay. We're almost there. Đúng rồi. Bạn bè với nhau ai lại bỏ mặc chứ? Hai anh em chung một phòng không sao đâu. Đừng có bỏ tao. That we'll be out of here in no time. Come on, got it. Here we go, Pierce. We're getting out of here. The fuck? Nó sắp biến hình đúng không? Nó sắp biến hình. Nó mà biến là biến 100% là chết. Thì chết. Open the door! God damn it! Listen to me! We can still both get out of here. There's still time. What are you doing? No, Pierce, don't. You can still make it out. God damn it, Pierce! No! Pierce, open the goddamn door! That's an order! No. Nó đưa bên cái đấy.
bao nhiêu đồng đội bắn luôn luôn. Rồi xong, câu chuyện xong rồi. Vâng, mình muốn nói là câu chuyện của Chris rất là hay, rất là cảm động, nhất là ở đoạn cuối. Đồng đội hy sinh các kiểu. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem, sẽ like, subscribe và mình sẽ là bạn trong video sau. Xin chào tạm biệt. We'll be right back.